Xin chào tất cả anh em nhé. Sau 2 ngày Jisoo nó về thì mình đã được test rất là nhiều. Hôm nay là đến ngày hôm nay là được test đến cây thứ 5 rồi. Hôm qua là test cho em quý 2 cây này. Hôm trước một bác đến tận nhà là 3 và hôm nay tiếp một cây tông la của bác Tân Nguyễn. Bác Tân Nguyễn và một cây son của bác Cường Nguyễn. Đây, xem cho mọi người xem chi tiết hai cây này nhé. Đầu tiên là cái son đi, son thì hôm qua đã chụp và hứa hôm nay thứ hai test này. Đó, đây là cái son. Và tiếp theo đây là cái la. Đó, ngoại hình của hai cây như này nhé. Và mình cũng xin phép được test một đoạn âm thanh mộc thôi, ở trong phòng của mình nó sẽ không có vang. Mình đã dán rất là nhiều cái tiêu âm rồi. Âm thanh nó rất là thực tế của cây sáo nhé. Xin phép được test cây son trước nhé. Cái son của bác bạn Cường rất là to đầm nặng. Ok nhá, cái son con gái đang đòi nên hình cùng. Ok, tiếp theo là một cái la của bác bạn Tân. Cây này là cái bạc màu vừa chọn xong. Vừa chọn xong là được test luôn, bởi vì là mình định quay video cho bác này trước này. Thì bạn ấy mình chốt cho cây này thì cũng quay kèm luôn. Mình nhớ không nhầm thì bạn Tân Nguyễn này đã có một cây Jisoo tông son rồi, hôm trước đấu giá được và hôm nay lấy thêm cây la, có nghĩa là đã có rồi, thấy nó ổn ok thì lấy thêm. Ok, test âm tiếp cho bạn cây la nhanh rồi mình sẽ đi đóng gói cho hai bạn luôn. Thì nó nhẹ nhàng hơn nhé, cái son nó sẽ tốn hơi hơn. Hãy
xin phép anh em một chút nhé. Alo, anh lấy đơn hỏa tốc à? Ok, lấy đơn hỏa tốc, có ship đến dưới nhà lấy đơn hỏa tốc. Test qua nốt câu nhé. Cây này chơi như không chơi, nhẹ lắm, rất là nhẹ. Hai cây này đều sừng rất là đẹp. Ok các bạn nhá, mình test như vậy thôi. Cảm ơn hai bạn đã tin tưởng ủng hộ. Xin chào anh em có nhu cầu thì liên hệ nhá, mình còn khoảng 5 cây nữa, 5 cây Jizu nữa. Chào anh em.